có mình gian rồi. Phải có thẻ mới vào được ha anh em ha. Đội tuyển futsal Việt Nam nha anh em ha. Có Minh Giang rồi, rồi cầu thủ Minh Chí, có Tình Quốc rồi, đủ thứ thẩm định rồi, rồi Lê Út Nam, rồi Nhất Huy, đó rất là nhiều anh em ha. Tại sao thuê cái áo này thì lát nữa em sẽ biết là mình sẽ đi xem trận đấu giữa Thái Sơn Nam với lại Sa Ha Côn. Thái Nam hòa thắng là sẽ coi như là vô địch cái giải vô địch quốc gia này luôn. Ok thì sẽ tập một xíu rồi lát nữa sẽ qua nhà đấu Thái Sơn Nam 18 để xem nha. Đây. Xì hoài, nãy bơm vô nó xì hoài. Chắc phải thay cái van khác. Nếu mà không thay được van thì mua van khác. Mình đã tới nhà đấu Thái Sơn Nam rồi. Phải có thẻ mới vào được ha anh em ha. Thẻ phóng viên. Và ngoài kia các cầu thủ Saco đang làm thủ tục vào. Đó, cầu thủ Saco ha. Sao cô tới sớm dữ ta. Hoàng Anh kìa, Tuấn Anh. Ok, để vô trong lấy áo mặc cái đó. Mình lấy áo biết rồi ha. Kế bên sân nhà đấu Thái Sơn Nam quận 8. Nhà đấu Thái Sơn Nam quận 8 thì kế bên đây nó có một cái sân cũng khá là đẹp. Mới xây hay sao á. Để bữa nào có dịp ghé đây làm trận banh mới được. Các cầu thủ Thái Sơn Nam cũng đã tới và đang di chuyển vào trong. Đó, cầu thủ Thái Sơn Nam đây. Thái Sơn Nam tới. Thái Huy. Hello Huy. Hello Chí. Trời ơi. Cảm ơn Kiệt nha. Hello Huy. Trời. Hello Hòa ơi. Hello Hàn Quốc nha. Cầu thủ Saco đã chuẩn bị vào sân. Thành Trung, Thịnh Phát. Thái Sơn Nam thì bên kia.
đa số các thủ của hai trận này thì là các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Không thấy Coach Giang nắm trận này ta. Các Coach vừa tới. Coach Trung Nam thì khởi động bên kia. Sako bên này. Quay mặt đây cái coi, ok đã thấy mặt rồi. Đây là anh Dũng Trương ha. Dũng Trương mình đã nhắc trong nhiều video clip trước đây của mình rồi. Anh em nào xem thì cũng sẽ biết thôi. Trọng tài FIFA. Đây là chú Ngọc, Ngọc bình luận viên ha. Bình luận phủi, nay bình luận tới giải quốc gia luôn rồi. Hay quá chú Ngọc ơi. Long time no see chú. Vẫn đang ngồi thư giãn tí xíu, lát nữa sẽ bình luận trận cuối cùng này. Rồi, giờ thì còn chào cờ nữa thôi là tới trận đấu quan trọng rồi ha. Chung kết. Không phải chung kết. Lực lượng quay khá hùng hậu. Đây là cái cảnh mà chắc chắn là mọi người coi truyền hình thì sẽ không thể biết được là cái cảnh hậu trường nó sẽ như thế này. Đó, đúng không nào? Chú trời, trái này phạt nguy hiểm nha. Chiếc banh là Phổng Đinh Hùng.
Wow. Thì điểm rất mạnh của mình chị. Lâm Tấn Phát. Cái chai gì dưới kia vậy? Sao mà tình huống và nó ra wow, hay quá. Coi hồi vẫn ý phải động em đẹp hai ồ bắt dính luôn trời gì ồ cứng ngắc trời.
Power play cho Sako. Số 1 đội tuyển Việt Nam đã lên tiếng rồi. Và 15 giây. Sút rất mạnh. Đây chuẩn bị ban băng gôn vô nè, thấy cũng khá vất vả. Bên đây có gì vậy? Ây da, cái gì vậy? Oh my god, oh my god, chết tôi rồi. Ôi, vừa mới kết thúc trận đấu mà mình ở đây mình bị đè rồi. Chơi đó. Chơi vậy là thắng Nam thắng nha anh em ha. Lát quay. Ok, à, kết thúc trận đấu rồi. Ta tôi thua 1-3 và Thái Nam là đội giành chức vô địch nha. Ok, đó mọi người trong kia rồi. Thầy ơi, yeah, tuyệt vời em, cảm ơn thầy nha, hay quá, ok thôi ơi, tuyệt vời, quá ơi, hay quá, trời ơi, tuyệt vời, cờ chi ơi, tuyệt vời em ơi, chân sao, ổn chưa hả? Ok, chúc mừng anh em khai sinh em. Lát bán pháo quà hả? Dạ. ok. Thôi ơi, đừng bán thiệt nha, chết luôn. Chết luôn á. Trần Văn Vũ.
lén đi quay cái này. Có dính bản quyền không? Rồi dính bản quyền thì tắt nhạc thôi với sao anh em à. Kỳ bán bán mấy mấy bạn đó, mấy bạn bán pháo hoa, bán pháo hoa xong ăn mừng đồ. Rồi mấy anh em Thái Sơn Nam còn đang tự sướng lộn, đang chụp ảnh trong kia kìa, đó thấy không? Thì mình cũng ngoài đây quay cái kết clip. Thì nếu anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh, đón chờ các việc clip mình hồi tới nha. Và mình là Phạm Trung Thi, xin chào, hẹn like, bye bye. Anh quay cái cúp được 5.000 một shot. 5.000 một shot đó, mình cầm trên tay cái cúp vô địch nè, trời ơi ghê chưa. Đó, đi mượn cái cúp vô địch để quay tự sướng. Cho mượn huy chương nữa, chết rồi, cho anh mượn huy chương với. Dạ yeah, rồi thôi trả cúp lại đi, đó, trả cúp lại. Và đây là huy chương. Chú cha đẹp dữ trời. Wow, huy chương vàng. Quá đẹp luôn. Ok. Quá đã luôn, huy chương ta nói là mấy giải phong trào không thể nào có được nhau nha anh em nha.